Bất động sản sân golf đang được nhận định là thị trường tiềm năng trong thời gian tới. Với giá bán trung bình khoảng 15 tỷ trên một sản phẩm, cao hơn từ 10 đến 15% so với các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp khác. Nhiều người đặt ra câu hỏi, ai là những nhà đầu tư phù hợp tại phân khúc đắt đỏ này và liệu đây có phải là một loại hình an toàn và có nhu cầu thực? Để giải đáp những câu hỏi trên, hãy cùng Cafe Land tìm hiểu qua video này nhé. Trong những năm gần đây, có thể nhận thấy sự phát triển nhanh chóng của bộ môn golf ở Việt Nam. Theo số liệu thống kê gần nhất về thị trường golf thế giới của câu lạc bộ INA dựa trên dữ liệu toàn cầu, Việt Nam hiện có 78 sân golf đã đi vào hoạt động và 43 sân khác đang hoàn thiện. Cùng với đó, chúng ta hiện đang có khoảng 70.000 người chơi golf và hàng năm thu hút 35.000 người từ nước ngoài đến chơi và sử dụng các dịch vụ đi kèm golf. Sự phát triển của bộ môn golf đã kéo theo nhu cầu về dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng tăng cao. Những golfer chuyên nghiệp có xu hướng nghỉ ngơi tại gia ở khu vực chơi golf, tức là vừa giải trí vừa nghỉ dưỡng trong một khuôn viên biệt lập, khép kín. Xu hướng này là động lực cho nhiều nhà phát triển bất động sản, hình thành nên những biệt thự golf sang trọng, nơi mà khách hàng có thể giải trí với golf và nghỉ ngơi ngay tại trong biệt thự sân golf của mình. Không giống với những bất động sản nghỉ dưỡng khác, bất động sản sân golf có lợi thế về không gian xanh rộng lớn với hệ sinh thái đẳng cấp, đặc biệt là khi gần đây các sân golf ở Việt Nam phát triển gắn với các khu nghỉ dưỡng dịch vụ đẳng cấp hạng sang dọc ven biển. Điều này đã giúp thỏa mãn nhu cầu giải trí với bộ môn golf và nâng tầm cuộc sống. Nhiều chuyên gia cho rằng, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam mới chỉ khai thác được một phần nhỏ tiềm năng thị trường golf dành cho người chơi trong nước và quốc tế. Do đó, thị trường dành cho golf nói chung và bất động sản gắn liền với sân golf nói riêng đang có tiềm năng phát triển rất lớn. Để thấy được cái tiềm năng của loại hình bất động sản này thì chúng ta có thể nhận định qua những cái yếu tố sau đây. Thứ nhất, chúng ta có thể thấy là về độ tuổi của môn golf ngày càng có xu hướng thấp lại. Vì thế sẽ là một cái thị trường vô cùng tiềm năng và hứa hẹn trong tương lai. Đây là lý do vì sao mà ngay từ ban đầu rất nhiều chuyên gia họ đã nhận định đây là mô hình kinh doanh của tương lai là như vậy. Yếu tố thứ hai nữa là để tìm được một môn thể thao mà mọi thành viên trong một gia đình thành đạt, giàu có thể chơi thì gần như là golf là một trong những cái số hiếm những môn thể thao có thể làm được cái câu chuyện này, và nó cũng thể hiện được cái đẳng cấp. Và thêm một cái nữa, cái nhu cầu chơi golf rất là cao. Và gần như là cái tình trạng của các sân golf trong các tuần gần như đều ở tình trạng full slot. Điều đó đồng nghĩa là gì? Là chúng ta thấy cái nhu cầu của cái bộ môn golf này hiện tại đang rất là cao. Và cái tần suất của nó tạo ra cái tỷ lệ lợi nhuận cũng sẽ ngày càng cao hơn. Và sau cái đợt dịch Covid vừa qua, cái nhu cầu mong muốn một sở hữu bất động sản nó có tính thoáng đẳng. Nó có cái tính về mang về sức khỏe, mỹ quan, thiên nhiên, và đấy là cái nhu cầu và cao và bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Và cái bất động sản không chỉ là phục vụ cho cái việc về sức khỏe không, mà nó có thể là giúp để work from home, là làm việc tại nhà, rồi trải nghiệm. Đấy là những cái loại hình bất động sản càng được quan tâm nhiều hơn. Theo khảo sát, những dự án nghỉ dưỡng sân golf có giá bán cao hơn từ 10 đến 15% so với các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp khác. Thậm chí có những dự án có vị trí gần các thành phố lớn cao hơn từ 20 đến 35% giá bán. Giá bán cao, tuy nhiên phân khúc bất động sản gắn liền với sân golf vẫn thường trong tình trạng sốt và khan hiếm. Theo nhận định của nhiều chuyên gia thì đây là một phân khúc khá đặc thù nhưng đầy tiềm năng, không phải ai cũng phù hợp để đầu tư vào loại hình bất động sản đắt đỏ này. Chắc chắn rằng đối với là một cái sản phẩm đặc mang tính chất đặc thù như thế này thì sẽ phải có một cái tập khách hàng đặc thù, thì đó là nhà đầu tư sưu tầm. Họ đi sưu tầm, và đặc biệt rằng là cái sở thích của họ ở đây đó rằng là họ thích những cái khu vực mà có golf, những cái bất động sản mà nó hữu hạn như nãy đang có chia sẻ là nó rất là hiếm. Đặc biệt đối với là những người đam mê golf á, thì cái nhu cầu này sẽ dễ có hơn. Cái tập khách hàng thứ hai đó là tập khách hàng doanh nhân. Gần như 70-75% các doanh nhân ngày nay trải nghiệm cái môn này, tìm hiểu đến môn này và chơi những cái môn này. Một phần là cho sức khỏe, một phần là cho cái sở thích của họ, và một phần á, rất là lớn khác đó là cho những cái hoạt động để kích cầu cái việc xây dựng mối quan hệ và làm ăn. Nói về mặt về đầu tư, tôi bàn về mặt đầu tư bất động sản thì ai sẽ thích đầu tư bất động sản mà sẽ có
Thứ nhất là dân trung lưu, tức nghĩa là dân mà đi chơi golf, là thứ nhất những người đó có mong muốn sở hữu sân golf. Cái thứ hai á, là những người mong muốn và một bất động sản, là như tôi nói, như cũng như anh đang nói, là bất động sản là sau dịch, theo quan điểm của tôi đó là bất động sản an toàn và tránh dịch, thì sân golf được tôi đưa vào là bất động sản là nó mang tính an toàn. Thứ ba nữa là khai thác cho thuê, thì khi mà cái nhu cầu lớn như vậy thì cái nhu cầu khai thác nó sẽ xảy ra, thì tôi nghĩ là trong tương lai cái việc khai thác này nó rất là tốt. Và tôi nghĩ đối với những người mà có cái tài chính tốt thì người ta sẵn sàng chích ra khoảng 10 để dành, chứ không phải là chích nữa, để dành để đầu tư á, 10 tới 15% để đầu tư bất động sản sân golf trong cái tổng tài sản cá nhân của người ta. Ừ. Ví dụ một người có 100 tỷ thì tôi nghĩ là sẵn sàng bỏ ra 10 tỷ tới 15 tỷ để sở hữu một bất động sản sân golf. Đó là những đối tượng là sẽ mong muốn sở hữu bất động sản sân golf. Ừ. Có thể thấy, bất động sản gắn liền với golf đang là một xu hướng đầu tư mới của giới trung lưu và thượng lưu nhờ những giá trị và tiềm năng mà loại hình này mang lại, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19 khi xu hướng sống xanh ngày càng lên ngôi. Với những thông tin chúng tôi vừa chia sẻ, quý khán giả có nhận định như thế nào về tiềm năng và những đối tượng phù hợp để đầu tư vào phân khúc này? Hãy để lại ý kiến của bạn bằng cách comment vào bên dưới video và đừng quên like, share và subscribe cho kênh của Cafeland TV nhé!